Hi, hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay 10 tháng 6 em chọn được ít đồ, tiếp tục lên clip để phục vụ cho cô bác đường xa ha. Thì anh em xem món nào mà phù hợp với công việc và ý thích của mình thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha. Thì hình thức mua hàng bên em thì em sẽ gửi bằng COD, khi nào mình nhận hàng được thì mình thanh toán tiền ha. Anh em lưu ý giùm em, giá trên sản phẩm là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha, anh em lưu ý. Thì em cũng xin cảm ơn anh em ha, trong thời gian qua đã tin tưởng kênh và ủng hộ em ha, em xin cảm ơn ha. Rồi em cũng không có làm phiền thời gian của anh em nữa, em sẽ vô chi tiết từng món ha. Đầu tiên là món số 1. Số 1 gồm hai cây vít, hai cây vít nha, một cây cộng và một cây trừ. Hồ lô nha anh em, một đây cây cộng nè, ngoại hình nha, vít này của Bixel nha, à, hiệu Bixel nha, ngoại hình còn khá là đẹp nha. Để em đo chiều dài của cây này, cây này dài 24 rưỡi nha. Dạ. Rồi cây trừ hồ lô đầu vít nha anh em, xem kỹ giùm em nha. Đây cái hiệu nó nè, hiệu gì cũng không rõ ha, nó bay rồi, có để mắc in da băng đây nữa nè, đầu gỗ ha. Dạ, cây này dài 22 nha. Rồi mã số 1 em bán với giá là 100k, mã số 1 hai cây vít. Rồi tiếp theo gồm ba cây vít, một combo ha, ba cây, hai cây cộng và một cây trừ ha. Rồi đầu tiên cây cộng ha, đây ngoại hình của nó nha, của Bixel luôn nha, cán nhựa ha. Đây. Đây đầu đóng luôn nha anh em. Cây này thì dài 22 cm ha. Anh em xem kỹ ngoại hình ha, đầu nè. Rồi cây thứ hai. Dính cộng luôn. Đây, dính. Này hình như cũng của là Bixel luôn nè nha. Ngoại hình ha, cán nhựa nha. Thì cây này dài là 18 ha. Cây này dài 18 cm ha. Rồi, tiếp theo cây trừ này chắc là đẹp luôn, hình như là chưa có xài luôn đó, của Lotte ha. Rất là đẹp. Cán gỗ luôn nha. Cây này thì cũng dài là 18 luôn ha. Cây này dài 18 luôn. Rồi combo mã số 2 gồm 3 cây vít, em bán với giá là 140.000 3 cây ha. Rồi tiếp theo gồm 2 cây kìm ha, một cây mỏ nhọn và một cây kìm cắt của Fujiya ha. Rồi đầu tiên em sẽ build cây số 1, cây kìm mỏ nhọn nè, Fujiya nha anh em, ngoại hình nha, cán còn bao nhựa luôn nha. Phần găng nè, phần lưỡi nè ha. Đây phần lưỡi ha. Rồi để em test luôn cho. Cắt còn khá bé ha. Rồi. Cây này dài là 16 ha, cây này dài 16. Rồi tiếp theo cây kìm cắt của cũng Fujiya luôn nha. Đây ngoại hình ha,
hình khá cũng còn khá được đó, còn bao nhựa đồ đầy đủ nha anh em. Đây phần lưỡi nha, lưỡi nha, đây ngoại hình. Rồi em cắt thử cho anh em xem luôn nha. Còn cọc cọc luôn nè, bén ha. Rồi hai cây em bán với giá là 180.000, mã số 3 ha, một cây kìm cắt và một cây kìm mỏ nhọn ha, 180.000 mã số 3. Rồi tiếp theo combo kìm ha, gồm 3 cây kìm điện, kìm mỏ nhọn và kìm cắt ha. Rồi đây review cây điện trước nha. Đây cây cây điện nó hiệu 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 gì nè, hiệu Washi gì nè, có logo hình con ó, con đại bàng gì nè ha, thì anh em biết thì xài ha. À, ngoại hình ha, thì cán chỗ này nó bị hình cháy ha, nám một lỗ ha, cái bao nhựa chứ phần sau này ha, phần găng nha anh em. Đó, phần găng ha nè, còn kích nha. Rồi, để em cắt luôn ha. Còn khá là được ha. Rồi, cây tiềm điện này dài 17,5 nha. Rồi, tiếp theo là cây mỏ nhọn của Victor ha. Có tuốt dây điện luôn nè. Cán nhựa còn đẹp nha. Găng nè, găng bên trong ha. Rồi phần lưỡi này nha, anh em xem kỹ nha, có lỗ tuốt điện nữa nè. Rồi em cắt cho anh em xem ha, còn rất là bén luôn. Rồi cây kìm này nó dài là 16,5 ha. À, 16,5 ha. Rồi tiếp theo là cây kìm cắt ha. Kìm cắt hiệu hiệu cây cúc ha. Hiệu cây cúc có tuốt dây điện luôn nha anh em. Ngoại hình nè. Đó. Nó bị hơi dập dập nha. Phần lưỡi nè, phần lưỡi ha, còn còn rất là khiếp nha. Rồi để em cắt cho anh em xem nha. Rồi cây này dài 16 ha. Rồi. Rồi, ba cây này em bán với giá là 250.000 cho mã số 4 ha. Rồi, tiếp theo dòng cây kìm điện ha. Kìm điện. Cây kìm điện. Cây kìm điện hiệu Victor. Khá là lưỡi khá là đẹp ha, ngoại hình bên ngoài cán nhựa chưa dập luôn nè anh em thấy ha, chưa có lỗ sáng nhìn qua bên kia luôn nha. Cây này thì dài, xây này dài nha, cây này dài 21 ha, cây dài 21. Đây phần găng ha, găng này găng xéo ha. Găng xéo nha nè. Còn khá là đẹp đó.
Cái này thì nó hơi dập cái đầu ngoài nè. Rồi, để em cắt dây cho anh em xem ha. Rất là ngọt luôn. Rồi, cây số 5, 140.000 cái kiềm điện ha, mã số 5. Rồi, tiếp theo là cây cắt kẽm ha. Đây, cây cắt kẽm. Cây này thì không thấy cái thương hiệu nhưng mà nó có đóng một cái hình ngôi sao nè anh em. Ngoại hình nè. Nó bị bong lớp nước sơn này ha, nhưng mà nó có được cái móc gài da nè. Còn hoạt động rất là bình thường ha. Đây cái phần lưỡi nè. Phần lưỡi của nó ha. Tại nó cái cấu hình của nó là vậy nha anh em. Nó hở chứ không có khiếp ha. Tại cái bản thân nó là nó vậy chứ không phải là nó bị lỗi ha. Nè. Nó hở vậy đó. Nhưng mà cái lưỡi rất là đẹp nha, chưa mẻ nha. Cây này dài 18,5 nha. À, cây này dài 18,5. Rồi, mã số 6 em bán với giá là 250.000 cho cây kìm cắt kẽm ha. Đây, lưỡi rất là đẹp nha. Mã số 6 250. Rồi, tiếp theo là cây cót nha, mã số 7 bấm cót. Cót tuốt dây điện. Cắt tuốt dây luôn ha. Thì nó bấm từ 10 đến 24 nè. Thông số. Còn nó tuốt là từ 1.0 cho tới 22 ha. Còn khá là đẹp nha. Ngoại hình nè. Còn phần lưỡi nè nha anh em. Thì anh em bữa nay cũng bị hơi khan tiếng, anh em thông cảm ha. Rồi để em cắt dây cho anh em xem ha. Thì em nó còn dít á, về mình bôi trên tí nữa này sẽ êm ha. Còn bén nè nha anh em, cắt cọc cọc luôn. Rồi, cây này em bán với giá là 110 ha. Cây này nó dài 2 tấc. Rồi, mã số 7 110. Rồi, tiếp theo mã số 8 cũng là cây bấm cót luôn. Nhưng mà xây bự ha, cây này riêng thì bấm cót không à. Thì nó bấm từ 2.0 cho tới 12.0 nè, 5.5 nè. 2.0, 5.5 rồi 6 6 chấm nè, rồi 14 nè. Nha, 8 nữa nè. Ngoại hình nha anh em. Hiệu nè, còn chữ nè ha. Hiệu thì nằm bên đây. Ngoại hình là khá đẹp nha. Còn cán nhựa nè, bao nhựa rồi ha. Còn hoạt động bình thường ha. À, anh em xem kỹ ha. Rồi, cây này mã số 8 em bán với giá là 250.000 cho mã số 8 ha. Để em đo kích thước thì cây này dài gần 29 ha, 28,5 ha, gần 29. Rồi, mã số 8, cây cót.
em bán với giá là 250. Rồi mã số 9 là một cây cưa cưa ship ha, 220.000. Một cây cưa ship hiệu lưỡi hiệu ít pin gì nè, ít pin ha, lưỡi dài 2 tấc mốt nè, mắt in da băng luôn nha. Đây, ngoại hình nha anh em, phần lưỡi nè, cây này hình như là xài rất là ít luôn ha, lưỡi rất là đẹp ha, ngoại hình cái lưỡi nè, em nghe vệ sinh thì chỗ này nó còn hơi bị dính sét ha, cán nhựa nè. Phần lưỡi ha, thì cái lưỡi nó dài là 21 nè, tổng hết cái này hình như là 43, dài luôn tính luôn cái cán hình như nó dài là tới 44 lần ha. Dạ nè, 44 rồi ship lại được nha. Rồi mã số 9 cây cưa bán với giá là 220.000. Rồi tiếp theo mã số 10 là một cây kéo cắt vải ha, lưỡi còn trắng toanh luôn, ngoại hình nè anh em xem ngoại hình nha, cán thì nó hơi bong chóc nước sơn ha, nhưng mà cái lưỡi nó còn rất là trắng nè, có chữ Nhật luôn nha ha, bên đây luôn nè, mũi nó là nha nè, cái phần lưỡi ha, nè phần lưỡi ha, phần lưỡi thì để em lấy nét lại cho anh em xem kỹ ha. Đây, phần lưỡi cây nó bị cây này nó bị nhăm nhăm hình như cái chỗ đầu mũi này nè anh em. Em ha, thấy không, nó nhâm nè, nó bị nhâm hình như là 2 lỗ cái đầu mũi chút xíu à. Rồi có lấy nét quá, để anh em thông cảm ha, mình lấy nét rõ lại cho kỹ ha. Rồi cái camera này thiệt tình chứ. Chá đèn quá. Em thông cảm nha, để mình lấy nét lại cho nó kỹ ha. Nè, được rồi nè. Nha, cái phần chỗ này nè. Nè, anh em ha, thấy ha, chỗ này nè nó bị nhâm 2 lỗ xíu à. Còn bên đây thì ngoài khá là đẹp ha. Đó, anh em thấy là chỗ này là nó nhâm 2 lỗ nhỏ ha, thì cây này xây nó dài 26 cm ha, 26 cm bán với giá là 140.000. Rồi tiếp theo cũng cây kéo cắt vải luôn, xây này thì dài 25 ha, đây phần lưỡi nè, nó không có bị nhâm luôn nha anh em, chốt đồng ha. Đây
nó trắng quá thì nó bị dạ cái đèn nên mình lấy nét hơi khó nha. Thằng lưỡi nha, có đóng chữ Nhật đây luôn rồi nha anh em. Đây hiểu nè, y s y ha, ngoại hình hai cái cán nè. Thì cây này dài 25 cm ha, để em test coi, nãy quên nữa. Đây còn ngọt ha. Rồi, cây này em bán với giá là 130 ha, mã số 11, 130. Quên nó, để em test lại cây số 10 nè, anh em xem kỹ lại nha. Nè cái lưỡi phần này nó bị ngâm ha, rồi nhưng mà còn còn bén nha, cây số 10. Rồi cây số 10 140k. Rồi tiếp theo là hai cây dao 100.000, mã số 12, hai cây dao. Rồi cây đầu tiên ha, đây hiểu đó nè, thép không gỉ ha, hai bời luôn ha, lưỡi hai mặt, tay trái phải gì xài vẫn được ha, cán rất là đẹp, cán cây lưỡi nó dài một tấc nha, cái bề bản nó chính giữa cái dao là nó hai phân, có bao bảo vệ rất là đẹp ha. Rồi cây tiếp theo đây cũng thép không gỉ luôn nha, hai mặt luôn, tay trái phải gì xài vẫn được ha, lưỡi vẫn là một tấc luôn, lưỡi dài một tấc, chiều bản rộng nó cũng là hai phân luôn. Đây còn bao hộp đồ ha, toàn bộ bằng cây nha. Rồi mã số 12 em bán giá là 100.000 cho hai cây dao. Rồi tiếp theo là hai cây cưa lá hẹ nha, mã số 13, hai cây cưa lá hẹ. Đây phần lưỡi nha, thì cây này là cán, cây này cán nhựa nha anh em, cây đầu tiên cán nhựa, phần lưỡi nè còn khá là đẹp đó. Lưỡi nó dài à, lưỡi dài hai tấc nha, luôn cán thì nó tầm dài cỡ 33 34 cm ha, 33 34 ha. Rồi cây tiếp theo, cây này hình như chưa xài luôn nè, còn tem đồ đầy đủ luôn nè, phần lưỡi rất là đẹp, lưỡi nè em xem kỹ ha, phần lưỡi ha, không có mẻ ha, cây này tương đối còn mới á, cán bằng cây ha, còn tem đầu đầy đủ, lưỡi nó dài 20, lưỡi nó dài 24, lưỡi dài 24 ha, luôn cán thì nó 37. Rồi hai cây quên lấy đem chìa bản của cái cây này ha, bản là một phân nha. Rồi cây cán nhựa thì cũng vẫn là một phân luôn ha. Rồi hai cây này em bán với giá 120.000 ha, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14, 120.000 cho cây mỏ lít găng, cây mỏ lít găng ha, in da băng luôn nè, ARM xây xây 200 ml ha. Để coi găng cỏ nó thế nào nha. Đây, găng của nó nè, găng phía ngoài nè. Dạ, nhét vô, dạ, nhét ăn vô nè. Đó.
Rất là đẹp ha, cây này xài ít xịu luôn đó, cây này rất là đẹp, ngoại hình khá đẹp ha, còn nước sơn rồi cây mỏ lết găng này, cây mỏ lết găng xây 200 ml em bán với giá là 120.000 cho mã số 14. Rồi mã số 15 là một con nghe tô ha, con nghe tô này ta thường ta gọi là me tô mang cá nè, nghe ngoại hình nó nè anh em, cái hàm nè ha, đó anh em xem hai cái hàm ha, còn đẹp ha, cái hàm đó, đó. Răng cỏ đồ chưa dập nha, thì nó mở ra tối đa là 2,5 phân ha, 2,5 phân thì cái này nó 2,5 phân nó nặng, tầm 1,8 kg, ký tám mấy gần ký chín á, rất là dày. Để quay vô cho coi cái độ khít của cái ngàm đó ha. Rất là khít luôn nha anh em. Eto này, Eto mang cá nha. Đây, ngoại hình ha. Cốt đồ còn rất là ok ha. Rồi mã số 15. Em bán con Eto này với giá là 450.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 16 là cái mã cuối cùng của clip em ha, gồm một bộ chìa khóa ha, gồm 2 4 6 cây, để em đọc thông số từ cây ha. Đầu tiên là 10 10 ha, 10 12 đây đầu ha, thì nó cũng rất là nhiều hiệu ha, em gom lại em bán cho anh em xài ha, 10 12 rồi 11 13 11 nè, 13 nè, và 14 12 14 đây, 12 đây, gia băng ha, 14 rồi 12 14 14 17 17 nè, mười bốn nè, KTC nha. Rồi là cây 19 của Super 21 nè, như cây này nó có hết gì ạ, cái cây 19 này nó có 500 nha anh em, nó có hết. Rồi cây bự nhất là 22 22 24, cây này đẹp nè, cây này thì nó chưa chóc. Rồi mã số cuối cùng, mã số 16 là 350.000 cho bộ chìa khóa ha. Rồi thì em quay tổng quát cho anh em xem cái sản phẩm của em, rồi cái em kết thúc clip nha, thì anh em thông cảm ha, bữa nay thì cũng bị khan tiếng tí rồi nói không có lớn nha. Để anh em xem ha, có gì thì liên hệ em qua số điện thoại em có để dưới tiêu đề. Rồi em không có gì thì em xin kết thúc clip nha.